Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft nhưng tất cả các động vật quái vật trong Minecraft đều dí và đánh các bạn. Liệu mình và Huy Đức có khả năng sống sót và đánh Ender Dragon? Các bạn hãy cùng xem đến hết video. Hy vọng các bạn thích video clip lần này. Nhân tiện, hiện tại kênh của mình có tới tận 95% những bạn đang xem video của mình trong vòng 1 tháng qua là chưa ấn nút đăng ký. Nên nếu các bạn thích những cái video thử thách sinh tồn như thế này thì hãy ấn giùm mình vào cái nút đăng ký. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ chúc các bạn xem video vui vẻ. Em có biết hôm nay tại sao mình đứng như này không? Đừng! Bởi vì hôm nay tất cả những con quái trong đây đều sẽ dí mình đánh. Tôi biết mà anh Bảo, tôi mới thấy lúc đầu anh Bảo chưa quay là tôi thấy cái gì đánh tôi rồi. Đúng vậy. Hôm nay tất cả những con quái trong game mình sẽ đánh mình em à. Nó sẽ dí mình và nó đánh mình. Nên nhiệm vụ của mình sẽ là giết rồng. Hiểu chưa? Ở đó canh nhau Huy, anh xuống hàng đây. Hai mặt anh Bảo. Nhưng riêng anh Bảo thì luôn có một mặt. Một mặt, mặt gì nè? Mặt dày. Có muốn lấy đá không mà lấy cho. Chắc tôi cần anh Bảo. Ghê, vậy tự lấy đá rồi hả? Ui, xuống đây rồi, nhanh vậy. Tốc độ đó, định lấy đá cho anh em nhưng em không lấy gì thôi. Rồi xong nó dẫn mấy con bò xuống đây luôn rồi. Chết đi. Ok, sắt bò đây rồi. Nhưng mà giờ lát hồi nó cũng giết mình đánh à. Giết nó trước đi. Ù đây có sắt nè. Ngon. Anh nghĩ là sẽ lên đây coi có con gì gần gần đây không. Tại vì nó là con nào cũng giết theo mình đấy. Nên là mình có thể tranh thủ làm thịt tụi này luôn. Còn đâu nữa. Ê da, đâu nha. Để coi dưới đây có cái gì không ta. Lại thêm sắt này. Ù, có cái hang to thế nha. Ok, let's see. Hang đi lên. Oh no. Zombie, biến đi. Nghe tiếng skeleton xung quanh đây nhiều lắm. Oh my god. Đây đây còn con nào không ta. Uầy, chỗ này xa vãi. Thường thường thì cái con zombie này sẽ không thấy mình đâu. Nhưng mà bởi vì hôm nay chúng ta đã chơi cái data bắt này, nó sẽ thấy mình và nó sẽ giết theo mình. Ôi khoan, nếu vậy thì dân làng cũng đánh mình à. Không có đường ở đây. Chúng ta cần thêm lông cừu. Oh my god, mưa này nó ow. Oh shit. Ba con heo. Ok. Ui. Ok, xong rồi. Thôi bạn ơi. Đi thôi. Đi cái chỗ khác nào. Ở đây không được rồi. Đi. Ui, mấy con thỏ cũng đánh mình nữa. Có đánh mình không vậy? Có hả? Ui, thỏ không đánh mình. Nè, từ nè, thỏ vẫn tới nè. Đấy, nó vừa đánh mình, Mà tại vì con thỏ lúc nào mình với nó cũng chạy. Phải với bưởi, không hư luôn cây cúp. Làm ơn, có cái gì đây đi chứ ha. Mình biết phải làm cái gì rồi. Đây, và cái flint and steel. Có giáp chưa, bro? Này. Ây da. Rồi, xong rồi, ăn xịt rồi. Luôn. Ok. Ưa. Ôi, zombie. God damn. Em đã cứu anh rồi đó, bây giờ chở ơn em đi. Không, anh không có. Ôi, 28 giây. What the. Đứng đồ ăn. Hết hồn. Nhưng con gì dí theo mình hóa là Huy. Ok. Ui. Wow. Ui, sao nó chưa chết vậy? Nó lâu quá. Làm ơn. Ok, hết rồi. Mệt vãi. Ui, lại con gà này. Đi ra. Anh thấy rồi nha. Nó không dính dài. Ê, hồi la ba đây nè. Ta xuống địa ngục được. Ừ. Nhưng mà vẫn còn cần thêm lông cừu để làm hai cái giường. Ba cái rồi, một con nhện nữa. Đây, lông cừu đây, đã đủ thêm một cái giường nữa nè. Ok, chú ngủ. Yo, em ngủ rồi. Làm ơn. Ôi! Cố gắng lên em ơi. Nó bắn anh kìa anh Bảo. Đi ngủ nè. Không ngủ được. Sao? Ây da. Con quỷ này nè. Có mấy vật nào ở gần. Mày hả bưởi? Là con này nè. Mày hả bưởi? Ui, bây giờ nó được gọi là quái vật luôn rồi. Oh my god, khó quá. Ok, 1, 2, 3. Bum, bum. Mặc dù chúng ta mặc đồ thế này nhưng chúng ta vẫn có thể xuống địa ngục được thôi. Flint Steel, let's go. Anh Bảo. Ôi. Oh my god. Yeah. Ở đâu? Oh no. Nó xuống. Dạ, nó có xuống nào? Nó trên đây nè. Ui, đúng rồi Huy. Huy, vụ nó đi Huy. Ok, sắt nè, mũi tên, hắc diện thạch, chậm hỏng, let's go. Cái này nữa, khối vàng, yep. Ở rồi. Ok, ở đây. Rồi, bỏ lấy đồ không chia cho người em luôn. Thôi, cần gì nữa? Đây. Ồ khoan, nhưng mà bây giờ nó cũng đánh mình à, từ. Ủa thằng này quýnh em nhỉ? Thằng nhỏ thằng lớn cái nào chạy quýnh em? Không, cái con big bình thường á, big man á. Thì chắc chắn nó quýnh em rồi, con này chạy quýnh. Đây nè, vàng đây mà. Vàng đây. Chúng ta vẫn phải đổi với con này. Ok, trong đây có khoảng vài con. Đi xuống. Hay quá. Tụi nó vẫn bị cái kiểu là quăng vàng xong rồi tụi nó làm. Wow, có con heo nhỏ nó trong đây nữa này. Cảm ơn cho cái gì xinh xịn nha mấy bồ. Mình lúc nào cũng sẵn. Oh my god, có hai cái bác sinh lớn. Nhìn kìa.
Oh my god, đây chắc chắn là xin thím. Cảm ơn em ơi, xin thầy hơi hiếm nha. Đây chắc chắn là xin thím. Xin thím trong truyền thuyết rồi. Em kêu mua giang hôm nay quay là cho anh Bảo hai passion. Ghê à, ghê đi. Có mối quan hệ, Úc Vàng dưới đây nè anh Bảo. Có vẻ là đổi xong rồi nè. Che lại. Ok, để coi chúng ta có gì nào. Ngọc Linh Hồn. 16 cục ngọc Ender, let's go. Ta đã có đủ. Bây giờ mình chỉ muốn xem coi là mình có đủ cái đây rồi, loại thuốc kháng lửa đây rồi, cái mình cần. Dạ. Ok. Có một vấn đề đó chính là khi ở dưới đây thì những cái con như là mấy con zombie bình thường nó cũng sẽ đánh em. Là mấy con zombie heo nó cũng sẽ đánh em nên là... Ủa thì em nói mà, nãy em nói mà. Đừng đụng tụi nó. Đào xuống dưới đi. Oh my god. Sorry. Anh đang đào đường cho nó xuống. Anh vứt đồ ra cho em này. Qua cổng cái là có mặt. Trời, mình nên đi kiếm đồ fortress luôn. Lên đây thôi. Tại sao phải theo anh Bảo? Đẩy ra đi lẹ. Oh no. Wow. Holy shit. Em đâu rồi Huy? Ok, đang chiếu anh rồi. Wow. Đi luôn. Oh my god. Nè, có gì thì uống cái này vào. Có chuyện gì thì hãy uống cái đó vào. Để nhảy xuống lava. Đây tàn xương không là chỉ có đồ project đây. Ôi. Có em nè. Oh shit. Không có em đâu, có đồ project rồi. Mày không? À lộn người anh hay không? Đồ xong rồi. Oh shit. Mình phải uống cái lọ đó luôn rồi. Lỡ lẹ. Cái lọ thuốc hết bây giờ. Ghét con này quá ta. Chết mày với tao. Mày hả bưởi? Không bắn được mà xài cung. Ôi ơi, em có... Ơi, trên đầu em có mấy con kìa. Trong người em còn mấy cục, có mấy cục oxygen đâu? Nãy trong đường có cục nào không? Anh nhìn đây. Ok. Khá may mắn. Dạ, anh thấy tác dụng của tôi chưa? Đánh luôn con heo đó à. Ghê vậy? Ghen dữ. Okay. Anh sắp hết cái kháng lửa rồi, còn có một phút à. Đi tìm chỗ nhanh lên. Ôi, con heo kìa, heo kìa, nhảy xuống chứ. Đấm cho nó cái anh Bảo. Xuống lẹ. Rồi, play bên kia nhiều vậy. Uno. Trời ơi, né hết skill lửa của nó luôn anh Bảo ghê. Ow! Wow! Lột. What the? Nhiều vậy? Ôi, đồ mình đâu? Uno! Đồ trên anh Bảo ơi, lên trên đi. Anh đang lấy đồ của em. Đang có 10 ọp nè. Ơi, chết rồi. Tiện nạp đạn cái này làm gì vậy? Ok. Rồi xong mất đồ của em luôn. Đồ em nè. Oh my god. Đồ đây. Chuẩn bị đốt à. Con này. Ôi nhưng mà chúng ta sắp hết. Anh nghĩ là chúng ta sắp hết đồ rồi. Oh no. Phải hết. Ui chỗ con play đây rồi. Let's go. Mình che lại chỗ này là được. Không có mình. Chặn đường lại. Oh no. Ow. Lên đây. Wow. Hơi nhiều nha. Ý da. Hay quá. Mình biết phải làm gì rồi. Làm cái ôi. Che lại nha. Đâu, ok. Không biết đúng sai anh Bảo. Đâu. Ui, anh không có rìu sắt luôn chứ. Tính ra là mất mớ đồ rồi đó. Hên là vẫn còn giữ lại được những đồ quan trọng. Huy. Huy ơi. Đồ, nó bị gì rồi. Ồ. Out. Ok, giữ hết đồ. Bước khích, cầm hết này đi, cầm cái khiên đi. Ok, về lại được. Oh my god. Ok, let's go. Oh, về đây rồi, bro. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Trời ơi, thằng em tự nhiên đứng một chỗ, rồi là cái biến mất tiêu. Trời ơi, mít em đó, tại mít em yếu đó, mít em hết tiền rồi. Bây giờ các bạn hãy qua kênh mình đăng ký cho mình á để ủng hộ mình có tiền mua mít mới để chơi với anh Bảo nhiều hơn đó. Dơ. Tham, lên thôi, chúng ta cần đồ ăn em ơi. Anh Bảo làm đường lên một mình vậy anh Bảo? sống gì sống ích kỷ vậy? Hello. Đi một mình thôi. Sống bớt ích kỷ lại nha anh Bảo. Người đời vậy rồi. Oh my god. Đừng. Oh no. Quay em kế bên. Nửa tim. Oh no. Hé lêu lêu. Còn nửa tim thôi mà. Bên kia bờ. Vô bờ. Cá cũng dí đánh mình. Nên là vô bờ trước đi. Anh cần để hai cái giường ở đây, sau đó mình sẽ chặt gỗ để đồ vô và tự tử trước khi mình đi săn vài con cá. Ôi, anh Bảo. Cái gì? Nhìn sao nè. Ú, có đôi giày xịn ta. Vứt hết đống đồ vô đây. Hai á. Ok. Rồi, để coi đường đi của chúng ta sẽ là hướng nào đây. Quay qua bên đây Huy ơi. Em đi trên băng được, còn Bảo thì không. Trời ơi, tôi đi quá dễ anh Bảo. Sống tôi quá nhàn nhõi. Vậy hả? Con ông kìa. Con ông giận dữ kìa. Kệ nó làm gì được em. Nó đi được trên băng như em không? Không. Đi.
Ô nô, ra biển nữa hả? Rồi, tôi có gì? Anh Bảo không biết tôi đang cầm cái gì hả anh Bảo? Cầm gì vậy? Được chưa? Bồ tay tổ, ok ok. Không phải, thấy chân tôi đang có gì chưa? Thì cái chân em có cái đó nãy giờ mà. Bắn cái gọi đi đâu? Đang định bắn nè, nhưng mà em đi trước á nên không muốn bắn nữa. Ok, đi hướng đó, đi hướng đó, đi hướng đó. Để lên, không nên bắn theo tàn. Ok, 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 đang đi, đang đi. Bắn theo tàn, tôi không có chờ đợi đâu. Cuộc sống đừng bao giờ chờ đợi hết anh Bảo à. Đi chéo qua đây xíu nè bro. Nhanh quá, đi nhanh quá. Ê! Chán thì thằng em mình nó vậy đó mọi người. Đấy, cái gì ơi, chưa? Em ơi, đây sắp nứt rồi. Mà hết khách để chạy rồi, đi đi chậm. Ơi kìa, cực cho xe tóc luôn á. Bảo đi chậm quá, lẹ lên anh Bảo. Không đi nhanh được. Không chậm lại đi anh Bảo. Không muốn sắp chậm đâu, anh già rồi. Mày cho anh đi từ từ thôi. Nè em cho anh lúa nè, nhai đi. Không, bao nhiêu cục vậy? Ok. Anh vậy? Đi rồi, đi đến đây. Ui, hên quá. Đi nhanh được rồi. Giờ mới đi nhanh được hả anh Bảo? Woo, chạy luôn nè. Ở dưới Bảo đây rồi. Nè đi lên, đi lên đi, xong chưa? Bảy đang đi điệu nhảy Michael Jackson hả? Đi ngược. Rồi. Ơi. À, stronghold kìa. Let's go, let's go. Đâu? Trước mặt, chéo đây, chéo đây, chéo đây. Ta không cần gì nữa. Woohoo. Anh thấy cái phòng luôn rồi, anh thấy cái phòng luôn rồi. What the fuck? Phòng thẳng này, phòng thẳng này, phòng thẳng này. Tìm đến. Ok, nhưng đồ ăn cũng sắp hết nè. What the gà có đánh không? Đưa em đồ ăn. Đi xuống luôn đi. Đói lắm rồi anh Bảo. Tôi đi nãy giờ hơi mệt. Yep. Đi, sắp chết rồi. Yep. Oh my god. Ngon vậy ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giờ thì sao nhỉ? Đặt lại cái cổng đây luôn nè. Ghê chưa? Lần đầu tiên nhanh nhất trong cuộc đời của tôi. Anh ô. Ôi, xuất hiện này. Hay quá. Anh sẽ làm một cái giường cho anh. Ok, giường cho em thì để vứt đúng không? Giường cho em là đâu? Giường bài rác đúng không? Tôi biết mà anh Bảo, không sống sao? Mà, phải giành giật nhau thôi. Chù, à, đây, 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 đúng không? Làm được giường, làm được giường. Em không có thì sao nhỉ? Thằng anh đã... Trời ơi, thằng anh đã tính toán hết rồi. Một trong hai chúng ta phải hy sinh đúng không anh Bảo? Không, sống không mà. Rồi, không rồi, không rồi. Chúng ta phải lựa chọn. Anh phải để cho em ở lại chứ, lát hồi xuống Enderman dí đánh chết sắp mặt sao? Đúng không? Ok, chúng ta cần chín cái giường. Chín cái này. Ok, đủ rồi em ơi. À, gỗ trong đó luôn em ơi, Đồ ăn đâu? Rồi. Đồ ăn hả? Nè, súp lơ. Rồi. Anh không biết cái đó, xin lỗi. Không biết. Đền cái tim tan nát này đi anh Bảo. Nó đang sắp chết rồi. Đền đi. Đang làm cái giường cho em ở đây nha. Nè đi. Đây. Rồi, thằng em ngủ bên đây đây. Let's go. Ê. Ôi, lắc. Oh má nó hết rồi. Bắn từ đây nha anh Bảo xem nè. Được, đừng phí mua tên. Dính rồi. Cái gì? Chưa dính, em nói xạo. Tuổi. Gì? Thôi bé, em không dính mình. Okay. Chết rồi. Đâu chết em bắn nãy giờ bắt chúng. Bắt chúng bắt phát mà. Bắt phát chúng mà. À bắt phát có chúng mà. Anh nghĩ là cái đó bị bể rồi đó. Lấy cùng tên. À vẫn còn. Oh no. What the fuck? Không còn nhiều mũi tên đâu Huy ơi. Ok. À đây được rồi. Rồi. Mày hay bữa Ender Dragon. Tuổi. Đây anh Bảo nhìn tôi nè. Đâu rồi. Đây. Ok. Wow shit. Đâu. Wow. Đặt hai cái hai block lên. Nổ chưa? Nổ rồi. Ghê chưa? Alo. Ghê, bắn Ender. Có ai đâu bắn. À đây có một cái hàng. Mày hay bưởi. Có gì chưa? Ok. Đã bảo rồi, tôi là pro player. Anh không thấy được cái hộp hidden box luôn. Ok, đây rồi, giờ mới thấy. Ở highlight của tôi chưa? Mày để ok, highlight đó. Một trong những môn mình 2021 liền. Tôi nói từ đầu năm nay tới giờ luôn, giữa năm rồi. Nhiên. Thế là Huy đã có được hai cảnh trong những cái khắc hay nhất trong 2021. Đúng rồi. Mình khắc highlight là đây. Mít nữa nè. Ôi, làm mít được. Ôi, quay lại làm mít được. Lý do. Nó thấy lời nói của em chưa? Tại sao nó mít được? Quả đó là nó thấy nó đúng hướng rồi đó. Bắn lên trên thôi. Mít nè. Đừng nói nữa. Hết luôn rồi. Hết mũi tên luôn rồi. Thấy cái miệng của em không? Miệng mày linh lắm. Không highlight gì nữa. Đó là highlight đó. Em nói gì? Nói gì cũng trúng đó. Ok. Oh fuck. Tao không đúng rồi, em đánh luôn. Trời đất gì. Yep. Một cái. Đúng rồi. Yep. Đó. Em
Em đi dưới nó, em dưới nó. Play. Anh mở ra đây, anh nói ngon đây. Bảo rồi. Đây nè, đây ra nè. Đâu? Anh bảo xuống